Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Guni. Thì hiện nay mình đang ở chùa Linh Ấn Tự. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 9, đúng không? Nhà Gầm Lớn các bạn, đại lễ Vu Lan Báo Hiếu gì đó. Thì hôm nay mình quay phong cảnh cho bà con xem chơi. Thì chùa Linh Ấn Tự thì nằm ở xã Khánh Bình, thị trấn Long Bình nha các bạn. Rồi ok, tạm tạm đi. Các bạn, quan cảnh hôm nay thì mình đi hơi chảy nên là không bị đông lắm. Thì mình nói chút xíu mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Bên đây là ông Phật A Di Đà. Rất là đẹp nha các bạn. Cực kỳ đẹp. Thì các bạn nào chưa có dịp đến đây thì mình quay lại cho các bạn xem trước. Rồi các bạn thấy thích thì các bạn đến tham quan chơi, đi chùa đồ. Ok. Thì ông Phật A Di Đà người ta xây hai mặt nha các bạn, bên hông nữa nhưng mà mình quay cho các bạn xem vậy thôi. Đó, hoàn cảnh xung quanh là như vậy. Thì hôm nay Phật tử đi hành hương rất là đông nha các bạn. Đó, bây giờ mình quay đi với hai anh em, bạn Lộc và chị mình, chị mình, chị Mỹ, vợ mình nha các bạn. Ok, giờ mình đi quảnh nè. Thì do em đi chảy nên không được đông lắm nên quay cho các bạn tạm xem chơi thôi nha các bạn. Đó thì hôm nào khác mình sẽ quay một video chuyên về quay chùa Linh Ấn Tự cho các bạn xem. Các bạn khá đông. Thì xung quanh thì người ta bán đồ khá là nhiều luôn. Nói chung là hôm nay thay vì đi chùa các bạn cảm thấy rất là vui. Mua tiếp mà hai tập, mua tiếp số của hai. Chứ mình sẽ lên trên quay trước bạn xem luôn. Có mấy bà cụ trong người ta có tiền rồi. Đây là phải cho nữa. Có lẽ không? Oh.
chánh điện nha các bạn. Đó, bên đây người ta gửi xe khá là đông luôn. Cực kỳ đông nha các bạn. Mấy đứa nó đi học hết trơn rồi, với lại hôm nay tụi trường nên nó đi chơi thầy dạy nữa. Thì đáng lý ra đây mình sẽ bay live cam các bạn xem, nhưng mà ở đây là khu vực biên giới nên không có bay được các bạn, nên mình chỉ quay tạm để các bạn xem điện thoại chơi thôi. Đây mình nhìn xuống nè, có hồ cá, có cầu cá nè. Xem cho biết. Ok. Giờ quay mình la cáp rồi đó, giờ chú quay mình. Ok giờ. Mình mà đi sớm chứ mình quay cho các bạn là cực kỳ đông luôn. Đó, mình đi hình thể nên là không đông lắm. Đây là các Phật tử ăn trưa. Sau nữa nên mình chỉ quay tạm để các bạn xem một đoạn như thế này thôi. Mình có dịp thì các bạn nên đến đây chiêm bái. Giờ mình sẽ quay phút sau cho các bạn luôn ha. Thank you.
đây là sau lưng cái khuôn viên chùa các bạn ha, có một cái chỗ rất là đẹp, sẵn đây mình quay cho các bạn xem luôn đó, mọi người đang ngồi sẵn nói chuyện. Có mấy đứa nhỏ nó chơi nè các bạn. Trời. Đi nó về đó với Lộc. Chưa chứ xíu ăn nha. Rồi đây các bạn. Đây là khu nhà bếp nha các bạn. Đó thì mọi người ở đây đều làm phát cơm miễn phí hết, không có lợi nhuận. Không. Đồ ăn cho Phật tử khá là đông. Ok, mình chỉ quay cơ bản cho các bạn xem chơi thôi nha. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video mới nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye các bạn.